100 giảm còn 100. À, có rồi đó chị, ok em. Đây là áo độ hàng bên chị nha em nha. Đấy, nhìn hai con mắt của chị không? Áo áo bình thường mọi người mặc nó không như này đâu. Nó không như thế này đâu. Áo đây này, mọi người nhìn này. Toàn bộ đằng sau ấy nó là phần lưới, phần lưng. Thế nên là khi mặc ấy, lưng nó rất là mát, rất là thoáng. Rất là thoáng, hạn chế gây mụn ở lưng, đúng chưa? Và cái quả ngực ấy nó tạo khe, tạo rãnh cực kỳ tốt luôn, nó cực kỳ khít luôn. Mặc vào một phát nó đẩy toàn bộ cái phần khe lại. Nó đẩy lại cái phần khe. Thế là khi mặc một phát cứ gom hết toàn bộ ngực và nó đẩy tận lên cổ luôn đây. Đấy, thấy không? Đây là áo hở, mặc nó sẽ khít như thế này. Đấy chưa? Còn áo kín nữa thì khi mà mọi người mặc lên cái quả ngực nó rất là tròn, nó rất là hấp dẫn. Mà thực ra là con gái ấy, mà biết cách mặc áo ngực, biết cách chọn áo ngực ấy, mặc lên cái quả ngực nó rất là tròn, nó rất là đầy và nó rất là sexy luôn. Size nhỏ nhất là 34 em nhá. Có ship tỉnh, được chưa? Ai lấy mọi người chốt là áo siêu độ hàng 34 và 638 kèm số điện thoại là có đơn, được chưa? Ai lấy mọi người chốt giúp Duyên này. Rồi Duyên lên mã khác nhá. Da đen đỏ, móc đây cho xem. Cho đỡ phải hỏi. Da đen đỏ, ai lấy mọi người chốt để lại số điện thoại. Áo siêu đồ hàng, da đen đỏ, 343638 kèm số điện thoại, ai lấy mọi người chốt giúp Duyên là có đơn. Da đen đỏ đấy, treo lúng lẳng. Lúng lẳng. Rồi, bộ siêu giữ nhiệt ai lấy mọi người chốt nhá. Duyên không có nhiều đâu. Bộ siêu giữ nhiệt, tao nói nó quá đẹp luôn. Đây là chưa vào mùa, chứ mà vào mùa thì chắc là chưa cần mặc đã hết rồi. Thực sự là đây là chưa vào mùa, chứ mà vào mùa là hết sạch luôn. 150.000 một bộ đùa mẹ nó rẻ. Này, nó rẻ đúng là rẻ cho luôn ấy. Mà cái chất này, cái chất là loại 1, hàng xịn loại 1, chuẩn xịn luôn. Còn ở trên thị trường nó quá nhiều loại luôn đấy mọi người ạ. À, mọi người không biết là mua hàng hay không mặc được đâu. Về không mặc nổi đâu nhá. Siêu độ hàng ai lấy mọi người chốt là 343638 kèm số điện thoại, nhớ này, có số điện thoại mới được chốt đơn. Không có số điện thoại không có chốt đơn đâu. Đây, quần CL đây em ơi, quần CL này. Em chỉ cần để lại số cân thôi là bên chị sẽ tư vấn cái size làm sao, mà em chỉ cần kéo lên thôi là bao nhiêu mỡ màng nó đi du lịch hết nhá. Mọi người chỉ cần để lại số điện thoại, để lại số cân nặng là mọi người sẽ được tư vấn làm sao mà khi mọi người kéo quần CL lên là mỡ nó phải đi du lịch hết nhá. Được chưa? Xong bôi kem tan mỡ vào giúp Duyên. Bôi kem tan mỡ vào giúp em Duyên nhá. Bôi kem tan mỡ vào giúp em Duyên. Đây là táo đỏ này. Mã táo đỏ của Hàn này. Bình thường ở ngoài thị trường hiện tại đang bán cái giá là 250-300, hàng chuẩn xịn là 250 với giá 300. Hiện tại là Duyên đang còn stock kho 10 hộp, Duyên xả cho mọi người với giá là 149.000 một hộp táo đỏ. 149.000 một hộp táo đỏ này ấy. Ăn này, nấu canh này, trưng yến này. Cái này nó có nhiều tác dụng lắm. Cái này nó làm nó nói chung là rất là tốt cho sức khỏe. Có lại là táo đỏ rất là tốt cho sức khỏe. Hầm với các loại canh này rồi trưng yến này rồi ăn sống này. À ăn luôn, ăn sống chết giờ. 150.000 một táo đỏ, ai lấy mọi người chốt là táo đỏ kèm số điện thoại là có đơn. 150.000 bình thường là 2.5. Siêu độ hàng màu da ok, siết eo có những màu gì vậy chị? Nguyễn Thị Phượng, cái gì có những màu gì hả em? Bộ đồ chị đang mặc có 4 màu là da này. À quên lộn lấy da nữa. Bộ đồ chị đang mặc này có đen. Bộ đồ chị đang mặc là có đen. Kem tan mỡ giá 250 nhá. Hiền chữ ơi, hiền chữ hay hiền trừ nhở. Áo siêu đồ hàng, hàng Puka giá 2.5, siêu còn 100.000 nhá, hàng Puka nhá. Đây này, bộ Duyên đang mặc có này, màu hồng. Màu hồng này thì cực kỳ trẻ trung luôn. Mặc lên cực kỳ xinh. Cái màu hồng này mặc cực kỳ xinh, mặc xinh này mà trắng da mà rất là trẻ nhá. Màu hồng này. Bộ của giống Duyên đang mặc trên người có màu hồng. Màu đen thì quá đẹp rồi. Màu đen thì nó quá thể là gọi là truyền thống rồi. Ai cũng mặc được, to béo gầy gòm gì đều mặc được. Dưới 80 cân là mặc vừa. À dưới 75 cân thôi nhá. Màu đen. Màu nâu Duyên đang mặc này. Màu đen, màu nâu, được chưa? Đen, đen nâu hồng. Quá đẹp luôn, 150 một bộ, ai lấy mọi người chốt luôn đi. Ngoài live Duyên không có đâu và Duyên không có nhiều đâu. Cái này thực ra là Duyên nói rồi, Duyên lấy cho khách, thế là Duyên gộp đơn thôi. Chứ còn bình thường Duyên chả bán cái này làm gì đâu. Mệt mỏi lắm, lãi 5.000 bộ, nói xấu mẹ một mét ra. Bộ giữ nhiệt màu đen Hoàng Hằng có số điện thoại chưa? Ok, có thảo xuống này đặt để lại số điện thoại giúp Duyên nó dưới 75 cân vừa. Bộ giữ nhiệt này á, là ví dụ như gầy cỡ nào ấy, ví dụ mọi người gầy thì nó ôm sát mọi người nhá, còn to thì nó căng ra, còn gầy cỡ nào thì nó cũng ôm theo đúng cái form cơ thể người luôn, tại vì nó là cái độ co giãn của nó phải gọi là cực kỳ đẹp luôn, mà màu đen của nó đẹp lắm ấy, tao nói màu đen của cái bộ này đẹp lắm ấy, thực ra là mặc đồ đen là dễ mặc nhất luôn, màu đen là dễ mặc nhất, ai cũng mặc được nhá, màu đen là dễ mặc nhất, đây đây màu đen, ở trong live nó bị nhòe chứ ở ngoài nó đẹp hơn rất nhiều, riêng thế mọi người ở ngoài màu đẹp hơn rất nhiều. Quần siết eo có hai màu da đen nhá chị Nguyễn Phượng nhá. Chị đặt giúp em là 50, 60, 70, 80 cân hai quần kèm số điện thoại là có đơn. Chị đặt ở trên live stream giúp em, ngoài live em cũng chốt đơn. Ngoài live em cũng chốt đơn nhá chị nhá. Ngoài live em cũng chốt đơn, em chỉ chốt duy nhất trên live thôi. Đấy, được chưa? Ai lấy mọi người chốt luôn, kem tan mỡ 250.000 một tuýp.
bộ giữ nhiệt đâu. Ôi ôi, tao nói thật sự luôn ấy, 150 thì các bà mua mẹ mấy bộ mặc cho em Duyên đi. 350 mà em sale 150.000, các chị mua mẹ mẹ bà 4 bộ mà 5 bộ mà chục bộ mẹ mà mặc luôn cho nhanh. Thật sự luôn ấy, 150 không đủ tiền công may. Mọi người đặt luôn mấy bộ mà các Duyên, mùa đông rất cần thiết luôn. Bản thân Duyên mặc 4 bộ, 2 bộ nâu, 2 bộ đen. Mà mặc cái này á rất là lịch sự luôn, kể cả mọi người không phải là đi ngủ lên giường, đi ra ngoài đi chơi đi đâu mọi người mặc cũng được. Nó rất là lịch sự mà mặc lên ấy, cái form dáng rất là tôn, form tôn dáng ấy. Trông nó rất là sexy, nó rất hấp dẫn ấy. Trông ơi mà chồng cái... thật sự, thật luôn ấy. Lát xong gọi cho. Ok, ngoài live em không có chốt nha. Ngoài live giá 350, và trên live hiện tại Duyên đang live là giá là 150.000 một lọ. À quên, lại một lọ là một bộ đấy, lẫn lộn hết cả. Đây là kem chống nắng, Duyên lên mã khác nha. Đây là kem chống nắng make up da. Kem chống nắng, cái này là thay toàn bộ phấn này, kem nền, phấn phủ luôn. Khi mà đánh cái tuyết kem chống nắng này lên mặt ấy, da của mọi người nó sẽ đều hết, điệp hết màu da luôn. Nó che phủ toàn bộ lớp mụn, nám, tàn nhan. Cái này là kem chống nắng siêu che phủ thay phấn. Siêu che phủ thay phấn, thế là hàng ngày ví dụ như nếu mà bình thường không cần thiết ấy, thì Duyên nghĩ là không nên ngày nào cũng nên dùng phấn. Vì như vậy nó rất là bí da của mọi người, chỉ cần dùng một lớp kem chống nắng thay nền hay là thay phấn là da của mọi người nó rất là đẹp rồi. Kem chống nắng nhá, siêu che phủ, giá bình thường, giá gốc bình thường của nó là 490.000 một tuyết kem chống nắng này. Mà một tuyết kem chống nắng này mọi người dùng nửa năm mới hết, nếu ngày nào cũng dùng. Và Duyên xả trên live là 250.000 một tuyết kem chống nắng siêu che phủ. Ai lấy mọi người chốt cho Duyên là kem chống nắng siêu che phủ kèm số loại. Cái này là thay nền luôn, thay kem nền, thay phấn, thay toàn bộ phấn nền luôn nha mọi người nhá. Siêu che phủ luôn, đánh nó tiệp hết vào màu da luôn. Nó tiệp và nó mướt, nó mịn. Nếu mọi người không tin mọi người mua về xong nha, tôi nói thực sự luôn, ưng trên cả ưng luôn. Bỏ hết mẹ phấn dùng mỗi kem chống nắng để nó thoáng da lắm. Dùng cái này thoáng da, không phải đánh quá nhiều lớp phấn mà, mà da rất là trắng, trắng trẻo, sáng sủa luôn nhá. 250.000 một tuyết kem chống nắng siêu che phủ. Ai lấy mọi người chốt là kem chống nắng siêu che phủ kèm số điện thoại là có đơn. Kem chống nắng siêu che phủ nha. Kem chống nắng siêu che phủ kèm số điện thoại này, Duyên lên mã tiếp này. Kem chống nắng siêu che phủ 490 một tuyết đấy. Siêu còn 250 đấy, ai lấy đặt luôn đi. Ngoài live có giá đấy nha, ngoài live giá 490 nha. Giá 490 ngoài live, trên live 250.000 kem chống nắng siêu che phủ luôn. Đánh vào nó giống như kiểu mình đánh phấn ấy, da của mọi người nó sẽ mịn như nhung luôn và nó che phủ toàn bộ các khuyết điểm luôn. Áo ngực ok lắm Duyên ơi. Khánh Huyền, cảm ơn Khánh Huyền rất là nhiều nhá. Khánh Huyền vừa đặt ngày hôm qua hôm kia mà đã nhận được hàng rồi à. Đây là bột ủ trắng. Bột tắm ủ trắng nha mọi người nhá. Bột ủ trắng. Bột ủ trắng này, ai lấy kem chống nắng thì mọi người chốt, Duyên không có nhiều nha. Ok Linh Liên một tuyết này. Ok Phương Liên một tuyết này. Mặt em mụn ẩn nhiều quá, em dùng serum siêu trị mụn ẩn nha chị. Serum siêu trị mụn, siêu tái tạo, siêu trị mụn ẩn luôn. Một chai serum giá là 350.000, giá ngoài live là 550, em mua trên live là 350.000. Và chị bao hết sạch từng con mụn ẩn, mụn cám, mụn đầu đen, mụn bọc, mụn mủ và các vết thâm trên mặt cho em. Bao từng giọt luôn nhá. Serum siêu trị mụn nhà bên Duyên ấy là nó quá hiệu quả rồi. Thực sự là 10 người dùng thì 15 người khen, tại vì 10 thằng dùng ấy giới thiệu thêm cho 5 thằng nữa thì thành là 10 người dùng mà 15 người khen. Chị có thấy em nha, Đoàn Thị Ngân ơi. Rồi, Duyên qua nhá. Bột siêu ủ trắng này, kem siêu chống nắng siêu che phủ, ai lấy là người chốt nhá. Kem chống nắng siêu che phủ một tuyếp như này Duyên sale mọi người giá là 250.000, giá chốt like. Mọi người dùng nửa năm và dùng thay phấn luôn. Dùng thay toàn bộ phấn nền, đánh lên da rất là mướt, rất là mịn, rất là đẹp và nó che phủ toàn bộ khuyết điểm trên da nhá. Là 250.000 tuyếp kem chống nắng siêu che phủ. Còn đây là bão à, cái này là tắm trắng ủ trắng, được chưa? Ủ trắng nhá, ủ trắng này. Giá này bình thường là 180.000 một gói. 180.000 một gói. Và giá ngày hôm nay là gần như chưa bao giờ Duyên bán giá này luôn. Duyên bán cho mọi người với giá là 199.000 một gói. 180, bình thường là giá niêm yết là 180, không bao giờ được bán dưới giá này. Và Duyên bán cho mọi người ngày hôm nay là 99.000 một gói. Không nghe nhầm nhá. Mọi người biết Duyên bán buôn bao tiền một gói không? 130.000 một gói mà phải điều với điều kiện là mua từ 20 đến 50 gói mới được mua với giá 130.000 nhá. Và ngày hôm nay Duyên bán cho mọi người 99.000 gói, ai chưa mua mua luôn. Mà thực sự là nên đặt luôn mấy gói đi. Mua một gói, bây giờ mua hai gói mới bằng bình thường mua một gói. Giá còn có 99.000 một gói mà không mua thì đợi bao giờ mua. Không bao giờ Duyên sale giá này luôn, không bao giờ nhá. Thôi, mà không mua thì thôi để đấy, tôi bán buôn nhá, bán buôn sướng hơn, 130 mà.
trên này á bán nhiều khi là chỉ là lấy tương tác thôi. Mẹ thậm chí những cái thỏi son mà Duyên bán chứ bình thường bán rẻ đi cũng 250. Lên live bán 99.000 không mua. Tao nói đứa nào mà nhận được son của Duyên rồi đang ở đây cho Duyên xin feedback. Ai đã từng mua son, ai đã từng nhận son mà đang ở đây cho Duyên xin feedback, son là Duyên anh sướng không? Phải gọi là cực kỳ sướng. Bình thường bán rẻ cho, bán siêu rẻ cho cũng là 250 mà Duyên bán 99.000, bọn nó vẫn phân vân. Không mua, đứa khác nó mua hết rồi nha. Ngồi đấy mà chờ. Được chưa? Ủ trắng ai lấy nữa thì mọi người chốt giúp Duyên này. Ủ trắng ai lấy nữa mọi người chốt giúp Duyên là ủ trắng kèm cho tay giúp Duyên là hóa đơn 99.000 một gói. Giá bình thường là 180.000 và giá bình thường Duyên bán sỉ là 130.000 với điều kiện mua từ 20-50 gói. Không mua được thì thôi, đợi bao giờ bán buồn thì mua nhá. Được chưa? À ok, Đinh Thị Ngân em để lại số điện thoại. Kem tan mỡ có em ạ. Kem tan mỡ có giảm mỡ đùi, mỡ bắp tay các kiểu mà em. Kem tan mỡ giá là 250.000 một tuyếp. Bôi vào cái chỗ nào có mỡ nhá, trừ cái mặt ra nhá. Không lại vỗ mẹ cả lên cái mặt. Thôi mặt béo để đấy cho nó phúc hậu, còn đừng vỗ lên mặt nhá. À, được chưa? Úi giời, tí rồi. Rồi, còn xem ai đặt nữa thì đặt nhá. Bây giờ đến giờ Duyên tắt like rồi nhá. Bây giờ đến giờ Duyên tắt like rồi, ngày nào cũng như vậy. Nếu mà Duyên không like thì thôi, chứ like thì Duyên rất là khó giờ giấc. Đến đúng giờ đấy là Duyên nghỉ. Không like quá giờ đấy. Hiếm khi like quá lắm, trừ khi nó bị kiểu cuốn vào quá. Cho em xem áo siêu đẩy ngực. Duyên tắt like rồi, Duyên không bán ra đấy nha, mọi người thông cảm. Mọi người ra mua giá gốc thôi em Duyên. Siêu đồ hàng ngoài like 250. Trên like, đang like là 100.000. Quần xếp eo 200.000. Giá ở trên like là 100.000, bây giờ em Duyên tắt like. Ai đã có điện thoại, ai đã đặt đơn rồi là có đơn. Còn ai chưa đặt được đơn, làm ơn xin ra ngoài live mua giá gốc, được chưa? Duyên chỉ chấp nhận cho những ai đã có đơn, đã có số điện thoại tại livestream này, Duyên mới bán giá gốc, được chưa? Áo siêu độ hàng 250 giảm còn 100 đây này em này. Em ngó qua chị cái để chị tắt live này. Còn không mua được nữa thì thôi đợi. Tốt nhất lại 100.000 mua làm cái gì em? Đợi chị tắt mẹ live ra mua giá 250 sướng hơn đúng không? Tắt live ra mua, được chưa? Quần xin em ạ. Mua trên live làm gì, có 100.000 không mua. Đợi chị tắt like xong ra ngoài like mua giá 200. Kem tan mỡ đừng mua nhá. Bây giờ Duyên tắt like, em Duyên tắt like. Bộ siêu giữ nhiệt này là 150, ai đặt thử cũng đặt trên like luôn. Đen, nâu, hồng, xanh, 4 màu, ai lấy mọi người chốt là bộ siêu giữ nhiệt kèm số điện thoại nhá. Đẹp lắm. Đẹp lắm. Quần xe ngoài like, tớ nói chứ đứa nào mà quen em Duyên mà không mặc quần xe thì đúng là ngu. Quá ngu luôn chứ không phải là ngu bình thường đâu. Phải gọi là ngu, cái này là đại ngu. Còn không mà mặc áo mà siêu đồ hàng nữa thì vậy gọi là cực kỳ ngu. Đấy. Đứa nào mà biết Duyên mà không mặc được cái áo siêu đồ này nhá thì thôi ra chợ mà mua nhá. Ra ngoài chợ mà mua nhá. Tao đố đố ra ngoài chợ mà tìm được quần siêu đeo nhắm Duyên đấy, tao đố luôn. Tao nói rồi, độc quyền. Còn áo siêu đồ hàng này à, ra ngoài chợ 100.000 à, mua mấy cái áo đều đều mà mặc thôi chứ làm gì có cái áo xịn sò như này. Làm gì có cái áo xịn sò như này, tác mác như này. Nha. Thôi bây giờ em tắt like xong ra mua ngoài like cho nó sướng cuộc đời nhá. Ra ngoài like mua 250 một cái áo siêu độ hàng, 200.000 một cái quần xít eo, sướng hơn đúng không? Đăng like không thèm mua. Giống hôm nọ với cái bà chứ tôi bán chị nám ở trên like 490, kem đặt chị nám 490, không mua. Ngồi xem á mẹ, vừa xem vừa chảy hết cả rớt ra. Nghe nó feel á, nghe kiểu nó phê á. Không mua. Tao chỉ ngồi xem mày nói, xem mày nói cái gì. Sau đầu tắt like chứ. Tắt like xong ra cửa hàng mua ý. Em ơi em bán cho chị lọ kem chị nám 459 ấy. Nhân viên bảo là ôi chị ơi không có chị nám 459 ấy. Em chỉ còn chị nám 79 cái loại này phải không chị? Đúng. Lúc nãy chị thấy đọc ở trên like là 490. Bảo ơ đấy là chị mua like. Còn ngoài like, ngoài cửa hàng em vẫn bán 79 chị ơi nhá. Chị thông cảm nhá. Chị về ngủ giấc nữa mà ra nhá. Bố tiên sư nhà chị chứ. Cái gì? Ok, Vương Đảo Nguyễn. Mỗi quần của chị sẽ rời vào đây chưa dừng đến đây. Thôi bây giờ em xin tắt like đây. Kể cả mà đông người mà các bà vẫn đang đặt hàng mà vẫn muốn mua nữa thì em cũng không bán. Em làm việc có giờ lắm. Đến giờ là em tắt like em nghỉ. Không phải sức khỏe mà giảm sút là không ai làm cho nhá. Thế nên là em chỉ like đến này thôi. Kể cả là rất muốn nói, vẫn muốn nói thêm mà rất nhiều mã còn chưa lên được cơ. Được chưa? Được. Bây giờ là thôi tôi tắt like đi. Muốn đặt thì em cũng không bán đâu nhá. Này, muốn đặt em cũng không bán đâu. Thôi tôi quên cũ đi, lấy đi ra đây em chim mô. Bây giờ là em tắt like. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Lúc nào Duyên rảnh Duyên lại like tiếp nha.